chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Khuyến cáo của Bộ Y tế trước nguy cơ xâm nhập từ các biến thể phụ của Omicron và lời khuyên từ bác sĩ trong việc chuẩn bị thuốc cho trẻ khi đi du lịch sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Phần hỏi đáp y tế sẽ giải đáp về vấn đề kháng kháng sinh ở trẻ nhỏ. Cuối chương trình sẽ là câu chuyện về ứng phó của người dân với nắng nóng cao điểm. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Các biến thể phụ của Omicron là BA5 và BA4 tiếp tục có xu hướng tăng lên trên toàn cầu và đã được phát hiện lần lượt ở 58 quốc gia. Trước nguy cơ biến thể này xâm nhập, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cần phải tiêm đúng lịch, đủ liều các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại theo yêu cầu để có thể tăng cường miễn dịch chống lại các biến thể mới của dịch bệnh. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, hệ thống giáo dục trong việc vận động tiêm vaccine phòng COVID-19 và phòng chống dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đánh giá miễn dịch cộng đồng để chủ động có giải pháp phòng ngừa lây nhiễm, nhất là đối với các biến chủng mới. Tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn quốc, đi đầu gương mẫu trong việc tiêm vaccine COVID-19 theo khuyến cáo. Ở một số quốc gia, sự gia tăng các trường hợp mắc cũng dẫn đến sự gia tăng nhập viện và cần chăm sóc tích cực. Một điều cần khẳng định là COVID-19 không phải là một bệnh nhẹ. Ngay cả khi bạn khỏe mạnh thì không có gì đảm bảo rằng khi mắc bệnh bạn sẽ bị nhẹ. Tiêm vaccine bao gồm cả liều nhắc lại giúp ngăn ngừa việc mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể dẫn đến nhập viện và tử vong. Theo các chuyên gia y tế, cũng tương tự như các biến thể phụ Omicron trước, BA.5 có khả năng né tránh vaccine một phần. Tuy nhiên, vaccine vẫn giữ được hiệu quả, giảm diễn biến nặng và tử vong đối với người nhiễm BA.5. Vì vậy, người dân cần đi tiêm chủng vaccine khi có chỉ định. Người cao tuổi hoặc người có bệnh nền cần tiêm mũi 4, mũi nhắc lại thứ hai khi đã qua 4 tháng kể từ ngày tiêm mũi 3. Các biến thể phụ của Omicron BA.5 và BA.4 đang lây lan nhanh và dần trở thành biến thể COVID-19 chủ đạo trên toàn cầu. Omicron BA.5 cũng đã xâm nhập vào Việt Nam. Theo CDC Mỹ, sau đây là 4 triệu chứng điển hình khi mắc Omicron, trong đó bao gồm cả Omicron BA.5 và BA.4. Ho, mệt mỏi, nghẹt mũi, chảy nước mũi. BA.4 và BA.5 mang những đặc tính có thể lẩn trốn hệ miễn dịch, trong đó bao gồm cả khả năng lẩn tránh kháng thể tạo ra từ lần tiêm vaccine hay lần mắc COVID-19 trước đó, thậm chí cả kháng thể tạo ra nhờ từng nhiễm các phiên bản trước đó của Omicron. Điều này lý giải tại sao BA.5 và BA.4 lại lây lan nhanh hơn các biến thể phụ khác trong họ Omicron. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy hai biến thể phụ này có thể khiến bệnh COVID-19 nặng hơn. Biến thể phụ BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.2 từ 10 tới 13%. Theo Bộ Y tế, nước ta cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5. Như vậy, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới do sự xuất hiện của các biến thể phụ BA.5. Số liệu báo cáo từ các nước châu Âu, Nam Phi khi biến thể phụ BA.5 xuất hiện. Số liệu báo cáo từ các nước châu Âu, Nam Phi khi biến thể phụ BA.5 xuất hiện thì mức độ lây lan nhanh với tốc độ tăng số mắc hàng ngày của biến thể phụ BA.5 khoảng từ 10 tới 13% so với biến thể BA.2 và sẽ từng bước thay thế biến thể phụ BA.2. Do vậy, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, giám sát sự lưu hành của virus SARS-CoV-2 để phát hiện các biến thể và các biến thể phụ khác của virus. Hệ thống giám sát đáp ứng phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chuẩn bị thuốc mang theo khi đi du lịch và các vật dụng sơ cứu cá nhân là điều vô cùng quan trọng cho mỗi hành trình xa nhà. Vấn đề sức khỏe phát sinh trong chuyến đi có thể khiến quý vị và các bạn không thể tận hưởng được trọn vẹn cuộc vui mà còn phải mất thêm các chi phí khác, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Các em rất dễ ốm khi bị thay đổi môi trường sống. Mục sổ tay học ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những loại thuốc cần chuẩn bị khi cho trẻ đi du lịch qua sự chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hướng, Phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Trong thực tế làm việc thì chúng tôi thấy là những bệnh mà trẻ thường gặp khi mình thay đổi cái môi trường sống thì bao gồm những cái nhóm bệnh chính như sau, ví dụ nhóm bệnh đường hô hấp, sốt, viêm mũi họng, viêm phế quản, nhóm bệnh đường tiêu hóa như là tiêu chảy cấp luôn, và có thể hiện tại như giai đoạn dịch bệnh lưu hành thì một vài trẻ có thể gặp những cái bệnh như là tay chân miệng hoặc là đang có dịch luôn do virus
đường tiêu hóa. Để đảm bảo cho một cái chuyến đi chơi, nhất là có trẻ nhỏ đi kèm, diễn ra vui vẻ và thuận lợi, thì chúng tôi khuyên là những bậc cha mẹ nên chuẩn bị một vài cái nhóm thuốc cơ bản như sau. Đầu tiên là cái nhóm thuốc hạ sốt, paracetamol, ibuprofen. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc bú nước điện giải, orezon. Nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc đường tiêu hóa, như là thuốc chống nôn, men tiêu hóa, thuốc cầm đi ngoài. Ngoài ra khi mà thay đổi môi trường sống thì ví dụ như là đi biển thì mình có thể chuẩn bị thêm kem chống nắng. Khi mà đi du lịch rừng núi thì cũng nên có thuốc bôi tránh côn trùng. Ở trẻ nhỏ thì có những thuốc thì mình phải dùng theo cân nặng. Ví dụ như là nhóm thuốc hạ sốt. Nhóm thuốc hạ sốt thì liều thông thường nó có hai nhóm hạ sốt chính. Một là nhóm paracetamol thì liều thông thường là 10-15mg trên kg. Dùng cách nhau tầm 4-5 tiếng dùng một lần. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc hạ sốt nhóm ibuprofen thì liều dùng là 10mg trên kg, cũng cách nhau tầm khoảng 5 tiếng thì dùng lại được một lần. Còn thông thường những cái nhóm thuốc đường tiêu hóa, ví dụ như men tiêu hóa hoặc là thuốc bổ nước điện giải, thì với những trường hợp rối loạn bình thường thì chúng ta có thể dùng theo nhu cầu của trẻ. Ví dụ men tiêu hóa có thể dùng 1-2 ống một ngày. Orezon thì chúng ta dùng cho trẻ được uống theo nhu cầu. Tôi khuyên các bậc cha mẹ lên tìm hiểu kỹ cái địa điểm mình đang đến, nên có những biện pháp phòng dịch. Cái vấn đề dịch thì nó liên quan đến hai cái nhóm bệnh chính, là nhóm bệnh hô hấp của trẻ hay gặp thì đeo khẩu trang, tích cực rửa tay, vệ sinh, sát khuẩn mũi họng. Cái nhóm bệnh đường tiêu hóa thì đầu tiên là mình phải ăn chín uống sôi, hạn chế những cái đồ ăn chế biến chưa kỹ, ví dụ như là gỏi, tiết canh. Khi đi du lịch, đặc biệt là trẻ nhỏ rất là hiếu động, cho nên là cái việc mà tiêu thụ năng lượng của các cháu rất là lớn. Thế mà về để mà đảm bảo một chuyến đi mà diễn ra vui vẻ thuận lợi thì trẻ phải có sức khỏe đầy đủ. Cho nên cái việc mà liên quan đến bữa ăn rất là quan trọng. Đầu tiên là bố mẹ phải nắm được cái sở thích của con, xem là cháu thích ăn gì, không thích ăn gì. Thứ hai là liên quan đến cái việc là ăn chín uống sôi. Những cái thức ăn thì mình nên biết rõ nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng. Một vài trẻ có tiền sử dị ứng các cái thức ăn, ví dụ dị ứng côn trùng, dị ứng nhộng, dị ứng sữa, thì những cái đấy thì bố mẹ cũng nên nắm rõ để có thể mình trao đổi với cả cái địa điểm mình đến, cái nhà cung cấp. Với những trẻ khó ăn thì có thể mình chuẩn bị chút một chút đồ khô có thể chế biến sẵn ở nhà, phòng khi nhỡ bữa hoặc là trẻ không thích hợp với cả đồ ăn của mình như thế. Hiện nay nhiều trẻ em đang được sử dụng kháng sinh trong các trường hợp không cần thiết. Chính điều này đã làm gia tăng khả năng kháng thuốc kháng sinh, dẫn đến việc điều trị bệnh khó khăn, kéo dài và tốn kém. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Toàn Thắng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng tìm hiểu về chủ đề này. Kháng sinh là những cái chất mà do vi sinh vật tiết ra, hoặc là do con người tổng hợp, hoặc là bản tổng hợp, mà nó có tác dụng là kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, hoặc là tiêu diệt vi khuẩn ở một cái nồng độ nhất định ở trong mẫu, mà nó không có tác dụng có hại đối với cơ thể vật chủ. Thì qua nhiều năm nghiên cứu thì người ta đã sản xuất được rất nhiều cái loại kháng sinh, nhiều nhóm kháng sinh, và trong mỗi nhóm kháng sinh lại gồm nhiều thế hệ kháng sinh khác nhau, và mỗi kháng sinh nó tác dụng đến một cái cơ quan bị bệnh và một số nhóm vi khuẩn và vi khuẩn nhất định. Ví dụ như cái kháng sinh ampicillin thì nó augmentin chẳng hạn, hoặc là amoxicillin thì nó tác dụng một số vi khuẩn như liên cầu, rồi là một số cái kháng sinh mạnh nữa thì tác dụng đến một số cái vi khuẩn ở màng não, rồi ở hệ tiêu hóa, rồi là đường mật, vân vân. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được đấy là cái tình trạng nhiễm khuẩn ở đứa bé thì ta mới dùng kháng sinh. Cái thứ hai nữa là nhiễm khuẩn ở cơ quan, ở bộ phận nào đối với cơ thể thì ta lựa chọn cái kháng sinh hợp lý. Cái thứ ba nữa, tùy vào cái cơ thể của đứa bé thuộc cái lứa tuổi nào, chúng ta chọn kháng sinh phối hợp kháng sinh một cách hợp lý.
Và cái thứ tư nữa, khi sử dụng kháng sinh hợp lý thì chúng ta có những cái ưu điểm. Một là giảm chi phí đối với công tác điều trị bệnh. Cái thứ hai là giảm tác dụng phụ của thuốc. Cái thứ ba nữa là một cái vấn đề quan trọng nữa là giảm cái tình trạng kháng sinh như hiện nay. Đây là những cái ưu điểm và của sử dụng kháng sinh hợp lý ở trẻ em. Tình hình sử dụng kháng sinh hiện tại đối với Việt Nam cũng như thế giới là rất là phổ biến và rất là dễ dùng. Cho nên là việc sử dụng kháng sinh là một vấn đề chúng ta cần quan tâm để tránh cái tình trạng kháng sinh hiện nay. Qua nhiều nghiên cứu ở Việt Nam cũng như các bệnh viện ở thế giới thì tình trạng kháng sinh là quá nhiều. Có những cái nước mà tình trạng kháng sinh đã kháng một số vi khuẩn lên tới 60-70%. Ví dụ như là phế cầu nó gây ra viêm màng não có thể kháng những cái penicillin lên tới 64%. Là một bác sĩ chuyên khoa nhi thì tôi khuyến cáo các bà mẹ, ông bố nên sử dụng kháng sinh có hợp lý. Thứ nhất là chúng ta không tự giác để mua kháng sinh dùng cho trẻ khi trẻ bị ốm, trẻ bị đau bụng, trẻ bị sốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chọn những cái kháng sinh khi có tình trạng nhiễm khuẩn chúng ta mới dùng kháng sinh. Và kháng sinh phải hợp lý, nó tùy thuộc vào lứa tuổi của bé và tùy thuộc vào cơ quan bị bệnh và cũng như tùy thuộc vào tình trạng miễn dịch của bé là ta phải chọn kháng sinh cho nó hợp lý. Và một điều cuối cùng đó là tôi vẫn luôn cân nhắc đó là tình trạng kháng sinh và đa kháng sinh quá lớn hiện tại đối với cộng đồng trong bệnh viện. Có nhiều vi khuẩn kháng sinh gần như 100%, ví dụ như là tụ cầu, ví dụ như E. coli. Thế đó thì tôi vẫn khuyên các bố và mẹ nên sử dụng kháng sinh và chọn kháng sinh hợp lý đối với trẻ em để tránh tình trạng kháng sinh. Những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt duy trì ở mức 37 đến 39 độ C đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt là với những người phải mưu sinh ở ngoài trời, vốn đã khó khăn, nay lại càng vất vả hơn trước tác hại của nắng nóng. Từ sáng sớm, nắng đã bắt đầu xuất hiện, hơi nóng hầm hập tỏa ngược lên từ đường nhựa. Mọi người ra đường với trang phục kín mít, áo chống nắng từ đầu đến chân, kính râm, khẩu trang đầy đủ cũng không làm dịu được cái nóng. Thời gian nền nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ sáng sớm tới chiều muộn khiến người dân có trọn vẹn một ngày mệt mỏi, khó chịu. Bóng râm hiếm hoi giữa khoảng không gian nóng cháy là nơi bà con tạm nghỉ cho lại sức. Bà Hoàng cũng như nhiều nông dân khác chọn cách ra đồng từ sáng sớm để chạy nắng. Sáng này chúng tôi đi sớm, chiều thì đi muộn hơn chút. Thì buổi trưa nắng thì còn nghỉ ngơi, chứ mà nắng đường bê tông này mà đi thì vất vả mệt lắm. Trời nắng giúp cái là giảm sút nhiều chứ. Đun nước mang ra đồng bà con chị em uống. Trong những ngày này, rõ ràng không ai hiểu sự khắc nghiệt của thời tiết hơn những người lao động ngoài trời. Công việc của họ vốn đã rất vất vả, nay lại càng nhọc nhằn hơn. Nhiều người vẫn cẩn mẫn mưu sinh giữa cái nắng nóng vì miếng cơm manh áo. Do cao điểm thì phải làm ở trong nhà thôi. Mùa này 9-10 giờ là phải nhảy ở trong nhà rồi. Sáng thì làm từ 5 giờ, tối thì làm 7 giờ về cơ. Bây giờ ngọ mấy ông phải đi viện rồi. Mà làm ngoài trời độ cao quá say nắng. Ui giời, nắng nóng là thế này nhớ sức khỏe nhiều chứ. Tôn lao mệt mỏi, nóng quá thì mình làm sớm một tí. Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn và nếu không chủ động phòng tránh sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đặc biệt ở nhóm đối tượng người già và trẻ nhỏ. Trong mùa nắng nóng này thì chúng ta cũng nên lưu ý, đặc biệt với những người mà lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ, nếu thật sự là cần thiết thì chúng ta hãy ra đường. Còn khi ra đường thì chúng ta cũng nên là trang bị đầy đủ đồ để chúng ta có thể tránh nắng được tốt nhất, để tránh những trường hợp mà say nóng. Ta nên uống thật nhiều nước, bổ sung thêm một ngày từ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước. Nhiệt độ cao sẽ còn tiếp tục kéo dài, người dân cần chủ động tìm những biện pháp thích hợp để phòng tránh nắng nóng cho bản thân và gia đình. Chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.